Ui, nguy hiểm lắm, cái ông ở dưới đây là cái ông nguy hiểm nhất đấy này. Con lấy cá chấm nhỉ? Ui, cũng có người rồi. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Ui ui. Còn dâu phi thôi các bạn ạ. Còn đây có cá chim nhỉ? Có cá chim hả anh? Có cá chim to lắm anh ơi. Cái này như có mỗi cá chim thôi. Em nhai răng đi. Hét nó vào không quay chừng bộ âm chết. Con phi to nhỉ. Nào toàn con phi cụ cụ thôi. Nghe con cá nó phi. Này đi con sao cạn mà bắt cá ra nóc cũng biết chướng cái nhìn đọc rồi. Nào chưa đâu phi hả anh? Được cân cá rồi các bạn ơi. Chỗ này phải được cân đấy ông ạ. Vào đâu phi nó vằn nó đi nát trên tay rồi. Không có cá gì ngoài đâu phi nữa. Ông mày đâu ông ơi? Ông ơi, ông mày đâu? Sướng. Sướng rồi. Nhiều cá sướng không nhỉ? Tiền lục phì khiếp nhỉ? Ôi con mè to chưa? Ui con mè cứ đại thật đấy. Xin ơi,
kéo cá hộ mày kéo có được kiếm được cơm thịt gà không chưa? Ông đang nói thì ông làm video đấy. Thường Phi thích nhỉ. Không nhìn người với cá hòa quyện vào nhau. Ao này không có cá mè nhỉ? Mè hoa. Anh em có cá chấm này. Chấm đi. đổ đây anh đưa vào đâu mà anh chỉ đưa cho thẳng vào trong này đổ càng đấy anh đưa mình đổ đấy anh mang đổ đây luôn đi vừa anh có mang đổ đây không em? Wow con đi con chỉ trong hồ kia không nhỉ? Ô con đây ô trong cổ em mồm nó có con gì à? Con cá nục phi gì kìa. Chào các bạn. Chép đâu này? Đó nhìn con cá chép. Úi giời ơi, chép ở bên dưới. Hết được. Ít thế này à? Nó tao không? Ui con chép kia to thế. Ui một chỗ này toàn cá chép rồi. Ui kìa. Con thấy con gì ấy? Ui giời ơi, chào ông Tiền. Chào ông trả đi. Ui con râu mày ơi. Ê đẩy đi nhanh mang cổ đấy không? Dạ cũng cụ rồi. Toán. Con mẹ đội mũ bảo hiểm mà con. Cái phía bà nó quay rồi đó mà ai gửi về rồi chả cá phía mà. Video. Thì là cứ lên TV hết. Con kéo thì nó đại chỉ mà. Ra đây. Nước không ăn cơm. Bắt đầu lại mẹ cùng mẹ. Ôi rồi. Từ đó ra tôi sẽ chi kéo. Ui giời. Hù nhiều cá lắm các bạn. Pha cào lưới là những cái chú ở dưới kia các bạn này. Dần dần cái đường dây ở giữa kia đấy là những người đấy là nguy hiểm nhất đấy. Cá nó hay nhảy vào đầu phải đủ nguy hiểm các bạn ạ. Nhưng mà cái mặt này là ăn luôn được ăn nhiều. Đúng cái quạt lên lên rách hết. Đúng đấy. Nó mất qua đấy bạn. Ba bạn chín gì rồi. Ô. Cô này. Cầm chi căng lên không? Cái này rồi.
Đường bắt này phải tính hai. Ui, con này gớm đấy nhỉ. Nhả ra. Ôi, con chết tổ thế. Con chết bố tổ kia chưa đi. Kìa kìa kìa, tao được cuộn hết vào trong cá này, tí lưới mang về mai nó cố mắc ra. Ông ập vào nhỉ? Trong túi đấy. Không ra có hai con. Trong túi. Đi vào tay ông ơi. Lấy bọn nó cá rồi. Cá đấy hả? Anh có bơi mai cạn không? Có bơi mai cạn không? Có. Má bác ra. Kéo lên. Má bác ra túi anh em sắp hai bơm vào này. Sắp hai bơm luôn đi. Hai mẹ này nên xem một cái tầm đủ chưa? Mẹ này tầm 3-4 tạ. Vừa mấy đà. Vừa mấy đà. Nghỉ đơn thì hay là thôi chứ. Mai làm cho mẹ nó đổi nữa. Ừ, cũng được. Được chưa? Mai đơn ra hút đi em để mai cố để sang kết quả như bằng hết. Nhưng mà anh sợ bơm cạn ngay thì nó chết bà hết. Ừ. À, không cạn tật ra. Anh bơm cạn vừa vừa thôi chứ hôm nào còn ít còn cạn đấy thì em xe máy ra cũng được. Được chiếc đấy thì cũng được nhé. Anh bơm tại bên đùi là được. Anh nhá. Năm nay này không xác định là không giờ ra mưa nào. Cho đảo trong ruộng nhá. Con này. Câu hai ơi, chứ con là một con. Đi lên bắt cái rổ bà này, mấy cái này hoa không? Đâu rồi, cởi nhau. Chưa rồi. Mấy con mình nhiều. Chắc phải đến chục con này hoa. Thế nào không bắt chung à? Nghe con hỏi tất cả rồi, đổ đi cả đấy chứ. Ui dồi, mẹ nặng thế. Nhiều lắm các bạn, thôi mình kết thúc video đây rồi nhá. Nhiều lắm nhưng mà không quay được hết đâu. Đây còn hai con nữa hả? Con nó sẵn còn thôi đi, cho nó ăn một cân này chưa hết này.